Các đại biểu Quốc hội thể hiện sự tán thành cao đối với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo cảnh sát cơ động. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo dự án luật, các đại biểu Quốc hội đã tập trung đóng góp ý kiến, hoàn thiện những chính sách lớn, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Đề nghị thái tử cách mạng bằng cụm từ trong sạch vững mạnh. Theo đó, đề nghị sửa lại khoản này như sau. Nhà nước xây dựng cảnh sát cơ động trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ưu tiên nguồn lực phát triển cảnh sát cơ động. Vì nếu để cụm từ cách mạng cũng sẽ dễ gây hiểu nhầm. Mặt khác, thay cụm từ này cũng để thống nhất và phù hợp với khoản 1 điều chính. Trong khoản 1 điều chính cũng ghi đó là xây dựng cảnh sát cơ động trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Góp ý về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động về giải tán các vụ tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung cụm từ gây nguy hiểm đến an toàn xã hội. Có những trường hợp tập trung đông người không gây rối an ninh trật tự nhưng gây nguy hiểm cho xã hội, như trong thời gian qua do tình hình dịch COVID-19 gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người dân, nên nhiều biện pháp đã được đưa ra, trong đó có việc hạn chế tụ tập đông người vì có thể làm lây lan dịch bệnh. Vì vậy, cần bổ sung thêm cụm từ gây nguy hiểm đến an toàn xã hội để quy định vào luật được chặt chẽ và thống nhất với các luật liên quan. Về các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cảnh sát cơ động hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, một số đại biểu lưu ý, tạo điều kiện nhưng cần tránh lạm quyền, vì trong lực lượng này có chiến sĩ phục vụ lâu dài, có chiến sĩ không phục vụ lâu dài. Dự thảo luật quy định, khi thực hiện nhiệm vụ độc lập, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tôi thấy rằng quy định thẩm quyền như vậy là quá rộng. Việc huy động ở đây là con người, là phương tiện, thiết bị dân sự, là tài sản của nhân dân, có những tài sản giá trị lớn và rủi ro sẽ bị thiệt hại khi huy động là có. Chưa kể đến những trường hợp chưa thực sự cần huy động nhưng do việc sử dụng quyền huy động rộng quá, dễ quá nên cán bộ, chiến sĩ sẽ thiếu sự cân nhắc. Hoặc đáng nói hơn là cả việc lạm dụng quyền trên huy động vì mục đích cá nhân thì việc xử lý hệ lụy sẽ rất phức tạp. Vì vậy theo tôi cần cân nhắc thêm nên quy định chỉ có những trường hợp đặc biệt thực sự cần thiết mới là phạm vi để cảnh sát cơ động có thể huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự, và giới hạn người có thẩm quyền huy động khi thực hiện nhiệm vụ độc lập phải là những người phục vụ lâu dài trong lực lượng hoặc là giữ cấp bậc chức vụ nhất định. Để lực lượng cảnh sát cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc thù, các đại biểu Quốc hội cũng đóng góp ý kiến về vai trò chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác trong nhiệm vụ như đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, chủ trì việc cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đồng thời, các đại biểu đề nghị ra soát, đối chiếu với các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo tính thống nhất và phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.